6 giờ sáng ngày 5 tháng 8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước ta lên tới 672 ca. Theo Bộ Y tế, cả hai bệnh nhân này ở Quảng Nam đều có tiền sử dịch tễ liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng. Các bệnh nhân bao gồm bệnh nhân 671, bệnh nhân là nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là bệnh nhân khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 524. Bệnh nhân 672, bệnh nhân nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân là người chăm sóc người thân tại khoa thận tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 469. Như vậy, tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 672 trường hợp mắc COVID-19. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện tại có 120.041 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Trong đó có 1.565 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.645 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 97.831 người cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Cả nước hiện có 308 ca mắc COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay. Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này đã có 378 trên 672 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 56,3%. Trong số các bệnh nhân còn lại, 18 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, 13 bệnh nhân âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Cả nước hiện tại còn 255 người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 8 bệnh nhân đã tử vong.